Chào mừng quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với quý cô bác anh chị cách làm dưa món kiểu Huế rất là đơn giản, dễ làm nhưng mà rất là đậm đà và ngon. Đặc biệt là em sẽ chia sẻ một cái bí quyết mà mình có thể để cả lâu, để cả năm luôn, nhưng mà dưa món vẫn giòn rụm và ngon, không hề bị mềm. Tết thì mọi người thường làm dưa món để dùng chung với bánh tét hoặc cơm đều rất là ngon. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời quý cô bác anh chị hãy cùng vào bếp làm với em nhé. Ở đây em chuẩn bị 400g củ kiệu và 700g các loại củ bao gồm cà rốt, củ cải, đu đủ và mình có thể thêm củ su hào cũng rất là ngon. Và giữa các cái loại rau củ mình có thể nhiều hay ít tùy ý, miễn sao nằm trong 700g đó là được ạ. Và ớt thì mình ăn cay nhiều thì mình cho nhiều và ăn cay ít thì mình sẽ cho ít. Ở đây em cho 4 quả. Rau củ thì mình sẽ cắt khúc ngắn, sau đó thì mình sẽ thái sợi vuông như trong video hướng dẫn. Anh chị nào mà ăn chay kiêng ngũ vị tân thì mình có thể bỏ qua củ kiệu. Còn nếu không ăn kiêng kiệu thì mình có thể dùng công thức này. Sau khi mà rau củ cắt xong rồi thì mình sẽ cho vào trong một thau nước và cho vào một muỗng canh muối mình ngâm trong vòng 15 phút để cho rau củ nó bớt hăng, sau đó rửa lại 3-4 nước cho nó sạch và để cho nó thật là ráo và cho ra một cái mâm trải đều hoặc là cái rổ mà mình đem đi phơi nắng. Nếu như mà nắng to thì mình có thể dùng phơi một nắng là được rồi. Và trong khi phơi thì tầm 2 tiếng đồng hồ mình đi trở một lần để cho rau củ nó được héo đều. Khi rau củ phơi nó héo rồi thì mình sẽ bóp cho nó cong như thế này, nó không bị gãy là được. Còn đừng có để cho nó héo quá. Và khi mà mình phơi thì chắc chắn nó sẽ bị bụi bặm, cho nên là mình đem đi rửa lại với nước và để cho nó thật là ráo. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào nồi 500g đường cát, 500ml nước mắm. Nếu như mà ai ăn chay thì mình sẽ dùng nước mắm chay. Và mình nên dùng loại nước mắm ngon để cho dưa món nó được ngon. Mình khuấy cho nó tan đường và nấu cho nó sôi lên. Khi mà nước mắm đã sôi lên rồi thì mình sẽ tắt bếp và để cho nó thật là nguội. Khi nước mắm nguội rồi thì mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu như mà ai kiêng bột ngọt thì mình có thể không bỏ vào cũng được ạ. Và khuấy cho nó tan đều. Rau củ đã ráo rồi thì mình sẽ cho vào trong một cái hũ thủy tinh. Mình nên dùng hũ thủy tinh để cho nó an toàn sức khỏe hơn là hũ nhựa. Và hũ thì mình cũng trùm qua nước sôi và để cho nó thật là ráo. Tiếp theo thì sẽ cho nước mắm vào. Và khi mình cho nước mắm vào thì nước mắm nó chỉ xấp xấp cái phần củ thôi. Thì mình dùng cái vá mình đè xuống để cho rau củ nó được ngập ở dưới nước mắm để cho nó được thấm đều. Để dưa món được lâu, tầm 1 năm mà không bị mềm hư thì mình sẽ đậy nắp lại. Và để như vậy trong 2 ngày thì mình sẽ làm thêm một bước nữa. Và đây sau 2 ngày thì em sẽ mở ra cho quý cô bác anh chị xem nè. Sau 2 ngày thì dưa món nó đã thấm đều rồi và cái phần nước nó cũng nhiều hơn so với ban đầu. Tại vì là nước ở trong củ cải, cà rốt rồi đu đủ nó ra thêm nữa. Thì để cho ăn được lâu thì mình sẽ vớt hết cái phần xác ra. Sau đó thì mình sẽ lấy cái nước mắm đó đi nấu lại cho nó sôi lên và để cho nó thật là nguội. Và cho xác vào và cho nước mắm vào và mình bảo quản dùng dần để cả năm luôn nhưng mà nó vẫn giòn rụm luôn. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách làm dưa món kiểu Huế rồi. Rất là đơn giản dễ làm đúng không ạ? Nếu như mà quý cô bác anh chị thấy chia sẻ của em hay thì nhớ đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.